quy trình khám sức khỏe gồm 4 phần cơ bản. Khám tổng quát thông qua việc trao đổi về chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghề nghiệp, bệnh di truyền trong gia đình, vân vân. Kết hợp với các thông số sức khỏe cơ bản như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội, khám ngoại, tai mũi họng, răng, mắt, khám phụ khoa dành cho phụ nữ. Xét nghiệm công thức máu như đường máu, ure máu, men gan, viêm gan siêu vi B, kháng thể siêu vi B, viêm gan siêu vi C. Mỡ máu, phân tích nước tiểu cho cái nhìn đầy đủ về chức năng, tình trạng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, cũng như đánh giá về hệ thống phòng thủ của cơ thể bạn. Chẩn đoán hình ảnh gồm X-quang phổi, điện tâm đồ, siêu âm bụng và vùng chậu, siêu âm tuyến vú dành cho nữ, giúp phát hiện sớm nguy cơ xuất hiện những bệnh nguy hiểm như lao, ung thư, vân vân. Bước cuối cùng là tổng kết hồ sơ sức khỏe và tư vấn. Bác sĩ dựa trên kết quả tất cả các thăm khám ở trên để đưa ra kết luận cuối cùng về tình trạng sức khỏe của bạn, cho bạn những lời khuyên về những thăm khám nâng cao nếu cần thiết, hoặc những lưu ý về sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vân vân.